Nếu các bạn chưa xem phần 1 và hay, hãy ghé qua kênh hoạt hình Trung Quốc Vlog hoặc bấm vào đường dẫn ở phần bình luận để xem trước rồi quay lại đây nhé. Ở cuối phần trước, Lâm Đồng, Điều Giao và Tiểu Viêm đã rời khỏi Viêm Thành để tới Đại Hoàng Quận tìm kiếm thôn phệ tổ phù. Thời gian trôi qua từng ngày, Lâm Đồng vừa di chuyển vừa không ngừng chém giết yêu thú rèn luyện. Có lẽ ở rừng lâu ngày nên bộ dạng cũng thay đổi một chút, quần áo trên người đã rách nát, tóc buông xuống và để một bên mái chéo giống như thời những năm 2010. Đối tượng bị lên thốt lần này là ba con yêu thú, thực lực của cả ba con đều là nguyên đan cảnh. Vậy nhưng sau một hồi giằng co, Lâm Đồng cũng giết chết hai con, một con còn lại thấy về hoảng sợ định bỏ chạy. Đáng tiếc là Hoàng Mãng Hổ Tiểu Viêm đã chờ sẵn và tuyên bố đường này không thông. Tiểu Viêm gào lên một tiếng rồi lao tới vật lộn với yêu thú. Nãy giờ sử dụng đại nhận lôi thê chiến đấu, quy lực của nó khiến Lâm Đồng cũng kinh ngạc. Chỉ dùng sức mạnh nhục thân đã giết được yêu thú, trái ngược với ý kiến này, Điều Giao lại xuất hiện mỉa mai, nhiều lắm chỉ có thể coi là đốm lửa nhỏ. Nếu thực sự luyện thành đại nhận lôi thể tầng thứ nhất đồng lôi thể, loại yêu thú nguyên đan cảnh này căn bản vốn không thể làm cho cậu bị thương chút nào. Đúng lúc này bầu trời trở nổi mây đen, sấm chớp đùng đùng, Lâm Đồng thấy vậy liền vui mừng chạy về phía đỉnh núi đang có sấm chớp kia, hiển nhiên mục đích tới đó là để tu luyện đại nhận lôi thể. Tiểu Viêm vừa chạy theo một đoạn liền nhìn thấy hai con yêu thú đang bò chạy, bụng đang đói múc mèo mà thì lại xuất hiện ngay trước mắt, nên tính thèm ăn lập tức nổi lên. Nó suy nghĩ một lúc liền quyết định đuổi theo yêu thú. Sau một lúc di chuyển, Lâm Đồng và Điều Giao cũng leo lên được đỉnh núi. Dẫn lôi gen thề là một việc vô cùng nguy hiểm nên Điều Giao không quyền nhắc nhở, chỉ là ý của cậu đã quyết, muốn có được sức mạnh thì phải không sợ nguy hiểm. Nói rồi, cậu cũng cởi áo chuẩn bị nghênh đón, Điều Giao thấy sớm chớp lao xuống liền tìm nơi lẩn trốn, vừa đứng một bên quan sát vừa không quyền nhắc nhở mau chóng sử dụng đại nhận lôi thể hấp thu lôi điện. Lâm Đồng làm theo, sức mạnh lôi điện cứ như vậy được hấp thu vào người. Chỉ có điều uy lực của nó lại quá mạnh mẽ, muốn hấp thu hết là điều rất khó, chẳng may sẽ mất mạng như trời. Chỉ có điều, Lâm Đồng cũng là linh phù sư, nhờ có bản mệnh linh phù hấp thu sức mạnh lôi đình nên cậu cuối cùng cũng vượt qua được thiên lôi này. Nhìn thấy tiêu tử nằm im dưới đất không động đậy, Điều Giao lo lắng kiểm tra xem tên này đã hồn bay phách tán hay chưa. May mắn là Lâm Đồng vẫn toàn thấy, cậu nhanh chóng tỉnh lại, sau đó thử sức một chút. Đáng tiếc vẫn chưa thể đạt thông được kinh mạch cuối cùng, nên cấp độ thứ nhất của đại nhận lôi thể là đồng lôi thể vẫn chưa tu luyện thành. Cho dù hấp thụ hết sức mạnh lôi điện cũng không thể, Điều Giao thấy vậy liền to bộ giọng bất lực bó tay. Đồng lôi thể tuy là tầng thứ nhất, vậy nhưng đã có thể hình thành vòng xoáy nguyên lực trong cơ thể, hút nguyên lực giữa thiên địa và cơ thể nhằm rèn luyện máu thịt gân cốt. Vậy nên cũng không phải một sớm một chiều là có thể luyện thành. Lâm Đồng đặt ra mục tiêu nhất định phải luyện thành đồng lôi thể trước khi tới Đại Hoàng Quận. Chỉ khi nắm giữ thực lực mạnh hơn mới có cơ hội đạt được tổ phù. Nãy giờ mải mê tu luyện, hai người cũng quên mất sự hiện diện của Tiểu Viêm. Nhu cầu ăn tăng cao như vậy chắc là sắp lên cấp rồi, cho nên hai người cũng không vội vã đi tìm kiếm. Tuy nhiên, sau khi nghe được tiếng gầm của Tiểu Viêm, cả hai liền biết có chuyện chẳng lành nên nhanh chóng đi tới. Quả nhiên là Tiểu Viêm đang gặp nguy hiểm, nó hiện tại đang bị một đoàn người của Địch Gia do tên thiếu gia tóc trắng Địch Vân dẫn đầu. Tiểu Viêm thế vậy định bỏ chạy, về nhưng đáng tiếc là ý định này lập tức bị ngăn cản. Trên tay tên nào tên ấy cầm một sợi dây, bốn người bốn phía nhanh chóng xích chân Tiểu Viêm lại khiến nó không thể nhúc nhích. Đã không chế cứng được con hỏa mãng hổ trước mặt, Địch Vân liền hạ lệnh mang về cho phụ thần hắn xem thử. Tiểu Viêm nghe vậy gầm gừ đe dọa, hành động này làm tên kia cảm thán. Đã như vậy, hắn không dạy cho một trận là không được. Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp làm gì thì bốn thanh phi đao đã bay tới cắt đứt dây thừng giải cứu cho Tiểu Viêm. Người xuất thủ hiển nhiên là Lâm Đồng. Bị người khác cướp một con mồi của mình, Địch Vân định dạy dỗ cho cậu một bài học. Tên thúc thúc bên cạnh cảm thấy không nên làm to chuyện nên ngăn lại. Hắn ta chủ động bước lên nói chuyện. Hắn nguyện bỏ số tiền lớn mua lại con hồ này, đồng thời cũng không quên nói ra lai lịch của bọn họ là người Địch Gia của Đại Dương Quận. Lâm Đồng thẳng thắn từ chối, cũng chẳng biết Địch Gia là đám người nào. Hành động này làm cho Địch Vân tức giận, hắn lập tức ra lệnh cho thuộc hạ tấn công. Đáng tiếc là mấy tên đàn em kia còn chưa kịp biểu diễn thì đã bị ăn một tá hành vào mặt. Địch Vân thấy vậy liền muốn tự mình hành động, kết quả là bị Lâm Đồng vung một thương nằm ngã ngửa, vũ khí cũng tuột khỏi tay. Nhìn thấy thanh chiến kích này không tệ, cậu liền thu lấy, coi như là muốn quà bồi tội cho tổn thất tinh thần. Không thể làm gì được, Địch Vân chỉ biết mang cục tức này nhìn theo bóng dáng Lâm Đồng đi xa dần. Tuy nhiên, Lâm Đồng vừa mới đi được một đoạn thì một tên khác đã xuất hiện ngăn cản. Cánh tay không quên đánh ra một đòn buộc cậu phải quay người lại chống đỡ, cả hai giằng co nhau một cái nhẹ. Gã trung niên áo bào màu xanh mới xuất hiện chính là phụ thân của Địch Vân tên là Địch Đằng. Lão vốn tính cẩn thận, từ thân thể của Lâm Đồng, lão có thể cảm nhận thấy khí tức nguy hiểm. Hơn nữa tình huống lại đang lúc đặc biệt, địch nhân này không nên sơ ý trêu vào, cho nên Địch Đằng liền hạ giọng nói chuyện, lão hy vọng cậu có thể để lại thanh nguyên thường. Lâm Đồng nghe về liền yêu cầu dùng 2 vạn thuần nguyên đan tới trao đổi. Suy nghĩ một hồi, Địch Đằng tuy rất tức giận vậy nhưng vì đại cục làm trọng nên vẫn phải thỏa mãn yêu cầu này. Đưa tiền nhận đồ xong xuôi, lão cũng không quên hỏi thăm lai lịch của Lâm Đồng. Lời hỏi thăm này ý tứ rất rõ ràng, nếu Lâm Đồng xuất thân từ đại gia tộc, vậy thì mọi chuyện coi như bỏ qua, cũng tiện thể kết giao bằng hữu. Vậy nhưng nếu chỉ là vô danh tiểu tốt, vậy thì làm xong chuyện chính sự rồi tính sổ sau cũng không muộn.
Lâm Đồng nghe sau liền thẳng thắn không báo danh, đâu có ngu mà tự nói ra tên tuổi, chẳng may bị điều tra, tới lúc đó gia đình nhỏ bé tại Viêm Thành sẽ gặp tai họa ngập đầu. Không muốn ở lại thêm, Lâm Đồng nhanh chóng cáo từ rời đi, cả đám Định Gia thế vậy cũng quay xe. Bọn họ đâu ngờ được rằng cậu vẫn chưa rời khỏi mà đang ẩn nấp từ xa nghe lén. Dựa theo lời bọn họ, cậu biết được đám người này đã tìm thấy lôi nguyên của lôi nguyên tình thú. Đưa ra nghe thấy cái tên này liền tỏ vẻ hứng thú, nếu có được lôi nguyên của nó nhất định có thể luyện thanh đồng lôi thể. Tuy nhiên, trước mắt lại có một vấn đề, đó là thực lực của lôi nguyên tình thú tương đương với cường giả tạo khí cảnh. Lấy thực lực hiện tại của cậu đúng là không đánh lại, vậy nhưng có đám người Địch Gia kia xử lý dùm, cho nên cậu hoàn toàn không cần phải ra sân chiến đấu, chỉ cần ẩn núp thật kỹ rồi chờ thời cơ cướp đoạt mà thôi. Trong thời gian chờ đợi, Điều Gia tiếp tục giải thích, đêm nay lôi nguyên tình thú sẽ tấn cấp. Mỗi lần tấn cấp đều sẽ có một thời kỳ suy yếu, Địch Đằng cũng biết chuyện này nên lão cố ý chọn ngay lúc này để mai phục. Đây chính là yêu thú lôi nguyên tình thú, toàn thân xung quanh đều là lôi điện. Mới xuất hiện chưa được bao lâu, lôi kiếp đã bắt đầu giáng xuống. Đối mặt với thiên lôi quá mạnh, nguyên linh tình thú cũng phải chật vật chống đỡ. Hiển nhiên rằng bất luận là người hay yêu thú, muốn tấn cấp đều không phải chuyện dễ. Tuy nhiên, nguyên linh tình thú vẫn không chịu bỏ cuộc, nó lần nữa đứng dậy nghênh đón thiên lôi. Cuối cùng thì sự cố gắng này cũng được trả cái giá xứng đáng. Sau khi tấn cấp thành công, lôi nguyên liền hiện ra, bây giờ chỉ cần hấp thu nữa là xong chuyện. Đúng lúc này Địch Đằng cùng đám đàn em cũng động thủ, cả đám lao lên ngăn cản nó hấp thu. Địch Đằng một mình đại chiến với yêu thú, hai bên đánh đấm kịch liệt. Nhiệm vụ của lão là cố gắng cầm chân yêu thú, còn chuyện lấy lôi nguyên thì được giao cho Địch Vân. Địch Vân nghe vậy liền hăng hái lao tới, đúng lúc sắp đoạt tới tay thì Lâm Động chẳng biết từ chỗ nào xuất hiện giành lấy trước. Vừa cướp đồ vừa không quên xuất cho tên kia một cước khiến hắn rơi xuống đất lăn lộn vài vòng. Đồ đã vào tay, cậu nhanh chóng thông báo một câu rồi chơi bài chuồn là thượng sách. Hành động khiêu khích trắng trợn này làm cho Địch Đằng tức giận không thôi, lão quyết định phải lấy mạng tiểu tử này. Nói rồi lão cũng đuổi theo, vừa phải trốn dưới khỏi sự truy đuổi vừa phải né tránh công kích đến từ lôi nguyên tình thú. Rất nhanh sau đó cả hai cũng bị bao vây, Địch Đằng nhân cơ hội này lao tới định bổ Lâm Động thành hai phần. Không để cho đối phương có cơ hội này, cậu nhanh chóng sử dụng thiên lân cổ kích đòn đỡ. Sau khi tách ra, Địch Đằng lại tiếp tục vung ra một chiêu trọng sơn đầu, Lâm Động cũng đánh ra thiên lân kích pháp ngăn cản. Nhân cơ hội đẩy lùi được đối thủ, Lâm Động liền bỏ chạy mất rằng bị mất dấu, lão không còn cách nào khác là phân phó thuộc hạ tìm kiếm. Sau một đêm vẫn chưa thấy mặt mũi tiểu tử đáng hận ở chỗ nào, lão tức giận yêu cầu tất cả nhân lực tới đây phong tỏa rừng cây, dù có đào sâu 3 thước thì cũng phải tìm ra người. Bởi vì thực lực trước mắt chưa thể đấu lại Địch Đằng nên Lâm Động đành phải luyện hóa lôi nguyên đột phá lên đồng lôi thể, chỉ khi tu thành chính quả cậu mới có thể đánh bại được Địch Đằng để rời đi. Đưa ra nhờ vào cái mũi thính của mình đột nhiên ngửi thấy mùi cháy khét, Lâm Động nghe vậy liền nghĩ tới Tiểu Viêm, chẳng lẽ nó đang gặp nạn. Không chờ đợi thêm, cậu lập tức chạy đi tìm kiếm. Tìm tới dưới một thác nước, Tiểu Viêm quả nhiên ở dưới đó, chỉ là nó giờ đây đã bị điện giật trong mù người, may mắn không ảnh hưởng tới tính mạng. Ở bên cạnh có xác của lôi nguyên tinh thú, hiển nhiên hung thủ gây ra án mạng chính là do Tiểu Viêm. Tiểu Viêm lúc này đã kiệt sức nên ngã xuống bất tỉnh nhân sự, mà xung quanh lại có người tới, muốn bỏ chạy là chuyện rất khó, cho nên Lâm Động đành phải tìm nơi ẩn núp. Cậu sử dụng tinh thần lực tìm kiếm và phát hiện ra một hang động bên trong thác nước, nên nhanh chóng mang theo Tiểu Viêm tới đó trước. Trước mắt, trong thời gian ngắn khó mà ra ngoài, hơn nữa hỏa mãng hầu lại bước vào quá trình tiến hóa, cải tạo thân thể. Chờ sau khi cải tạo xong, thực lực của nó sẽ tăng mạnh, chỉ ít đạt tới tạo hình cảnh. Giải thích xong, Điều Gia liền thúc giục Lâm Động luyện hóa lôi nguyên. Sớm muộn gì đám người Địch Gia cũng phát hiện ra nơi này, cho nên phải tranh thủ thời gian. Lâm Động nghe vậy liền ngồi xuống, lấy ra lôi nguyên rồi bắt đầu hấp thu lực lượng. Trong lúc cậu đang bận tu luyện thì đám người Địch Gia vẫn miên man tìm kiếm. Kết quả không tìm thấy khiến Địch Đằng vô cùng tức giận. Đúng lúc Đằng vô cùng sốt ruột thì một lão già được gọi là Liễu lão quỳ ngửi thấy mùi mờ ám nên tiến tới hỏi thăm. Địch Đằng nhìn thấy mặt mỗi người đi tới cũng không quá đề phòng, hiển nhiên là người quen. Hành động gióng trống khua chiêng phong tỏa vùng rừng rậm làm cho Liễu lão quỷ vô cùng thắc mắc. Dù Địch Đằng không nói ra, vậy nhưng Liễu lão quỷ vẫn có thể đoán được chuyện này có liên quan tới lôi nguyên nên chủ động muốn trợ giúp, đổi lại chỉ cần chia cho lão một nửa. Địch Đằng nghe xong liền từ chối. Hai người vừa nói tới đây thì Lâm Động cũng xuất quan và xuất hiện trước mặt cả đám, thực lực hiện tại đã tiến vào tạo hình cảnh. Thực lực đột nhiên tăng lên một cấp, Địch Đằng không phải cảnh ngốc nên lập tức nhận ra lôi nguyên đã bị cầu hấp thu sạch sẽ. Hiện tại chỉ còn một cách duy nhất, đó là đem lôi nguyên trong cơ thể đã luyện hóa ra ngoài. Lâm Động nghe xong cũng không phản đối, nếu có bản lĩnh thì cứ làm thôi. Đáp ứng nguyện vọng này, lão nhanh chóng lao lên tấn công phù đầu. Chỉ giao thủ nhẹ vài chiều, Địch Đằng đã bị đánh cho hộc máu mồm. Liễu lão quỷ thấy vậy liền lên tiếng, tiểu tử này thực lực không đơn giản. Chỉ sau một mình khó có thể ứng phó, chỉ cần đồng ý chia đôi bảo vật, lão sẽ ra tay trợ giúp bắt giữ Lâm Động. Không còn cách nào khác, Địch Đằng đành phải đồng ý. 2-1 không chuột cũng què, lời này hiển nhiên cũng có lý, đáng tiếc là mọi thứ không giống với tưởng tượng. Lâm Động vừa tu luyện nguyên lực lại vừa là tứ ấn phù sư, cho nên cậu nhanh chóng bón hành cho hai lão già bên kia.
Vừa hay Tiểu Viêm cũng tiến hóa xong, thực lực sau khi tiến hóa tăng mạnh mà bộ dạng cũng thay đổi rất nhiều, trông to lớn và hầm hố hơn trước. Nếu lúc trước là bộ dạng giống mèo con đáng yêu thì bây giờ lại giống như chúa tể sơn lâm thực sự. Điều này khiến hai lão già bên kia bị dọa cho chết khiếp. Tiếp tục đánh nhau, kết cục của bọn họ chỉ có một, đó là đang xuất khỏi thế giới này. Chính vì vậy, mỗi người đành phải lấy ra 10 vạn thuần nguyên đan bồi thường. Tiền vào tay, Lâm Động liền coi như mọi chuyện tới đây chấm hết. Cậu cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, tranh kiếm thêm phiền phức nên nhanh chóng lao lên người Tiểu Viêm rồi cùng nhau rời đi. Trải qua một thời gian phi hành, quãng đường tới Đại Hoang Quận càng lúc càng rút ngắn. Nơi đó gọi là Đại Viêm Vương Triều, là nơi tuyệt vời và hỗn loạn nhất. Tuy nhiên trước khi tới đích, cậu và Tiểu Viêm đã hạ xuống một khu rừng. Vì tránh sự chú ý nên Tiểu Viêm biến đổi thành bộ dạng mèo con, nói cách khác là bộ dạng một con hổ sơ sinh vô cùng đáng yêu. Khu rừng này giống như một cái mê cung, xung quanh tràn ngập sương mù bao phủ. Hơn nữa còn ngăn cách năng lực thăm dò, điều này làm cho bọn họ đi bộ 2 ngày rồi mà vẫn chưa tìm thấy lối ra. Trong lúc cả đám vẫn chưa biết đường thoát ở chỗ nào thì một giọng nói cầu cứu vang lên, Lâm Động nhanh chóng chạy tới xem thử. Không ngờ người lên tiếng cứu mạng lại là một bé gái xinh xắn tên là Khương Nhân Nhân. Lúc này nàng ta đang bị một con yêu thú tấn công, cũng may Lâm Động kịp thời xuất hiện giải cứu. Tuy nhiên mới giết chết yêu thú chưa được bao lâu thì cậu phát hiện xung quanh đã bị một nhóm người bao vây lại, chưa rõ mặt mũi, và nhường xem bộ dạng thì có vẻ đám này là những người đi săn và giống kẻ xấu hơn. Rốt cuộc thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mời các bạn đón xem nhé! Mình sẽ đăng tải đều đặn một video vũ động càn khôn mỗi tuần, hy vọng các bạn ủng hộ.